Chúng tôi cố gắng để cho những anh chị em mà mạnh dạn đi làm chứng cho Chúa được có cơ hội làm chứng cho Chúa. Vì bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo các con cũng phải làm chứng cho Thầy. Dạ, con Maria Trần Lệ Thu ở ấp 2 Phước Khánh. Con được ơn Chúa ban cho con biết nói sao. Con được ơn Chúa ban ơi gì nói cho mọi người nghe. Dạ, hai chồng con về Phước Khánh ở nghèo lắm. Nhà chị con trong đất ở, người con cất nhà lá, gia đình con khi dễ lắm. Gia đình con khi dễ con lắm, bà con ai cũng khi dễ với chồng em. Ảnh có theo đạo, làm lễ cưới rồi. Thời gian sau ảnh không đi lễ nữa. Ảnh nói, chú cho nghèo quá không đi đâu. Con nói, ảnh đừng có nói vậy. Chú phạt anh đó. Con cầu nguyện. Con nói nếu chú cho anh xây nhà anh đi không? Nó nói ừ. Nhưng mà anh nhớ giữ lời nha. Em con xin Chúa lòng thương xót. Lúc đó con không biết cha. Con không biết gì á. Con đi bán sáng chiều cực khổ lắm. Không có dư chứ. Chứ người ta đột bữa đó chồng con gây lộn con. Chửi không? Nhà con kế bờ sông á. Kêu con nhảy sông chết đi. Con nói còn khuya cái thằng thắp nhang con xin Chúa cho con ơn sáng suốt. Con vô nhà thờ cúng 3 giờ chiều nghe nhà thờ phát thần, người ta đang đọc kinh lòng thánh xót Chúa, con vô luôn. Người ta đưa sách cho con đọc, con đem về cất đọc đọc ngày nào cũng đọc. Con đi lễ con đi bán không có thời gian đọc mà cứ đọc đọc suốt. Chồng con mấy con ảnh xiên ghê, cái hiếu Chúa sợ nó mấy cả tôi mà chồng con không mỗi ảnh cơ không chịu làm dấu. Chồng con có đạo không? Đạo tinh tầm, ảnh phong lô, mai văn giàu. Thế em, con xin làm sao? Bác sáng mấy chị cũng dư. Chú ơi, chú cho con 100 triệu xây nhà đi. Nhà con sắp sửa muốn bay luôn rồi. Thế em, biết sao? Chú cho con chúng 2 tờ giấy số, đài Tiền Giang 05595 60 triệu. Con nói, con nhà đi. Còn thiếu 40 triệu nữa. Con cứ cho con vừa đủ rồi, con không bao giờ. Cái cất nhà xong, ảnh không đi lễ. Nói nè, anh hứa với Chúa thì anh phải giữ lời. Anh hứa với An, anh bỏ được. Ảnh không đi. Con thắp nha con ấy, Chúa tha thứ cho chồng con nha, từ từ. Cái bắt đầu. Rồi bắt đầu, cái chị bạn con dắt con đi lên cha lòng thương xót Chúa. Lên đây, con mới biết mặt cha, con không biết. Mà nhìn cha ngầu quá, không sợ. Cái nói trời ơi, cha này sao được ơn chứ người ta mình nhìn ta nghiêm quá nha. Con nghĩ rồi cha, cha lắm á, cao ráo. Cái con nghĩ chắc tâm hồn cha trong sáng, bởi vì cha mới được ơn. Cái chị bạn đi chung với con, chị nói mua máy đi. Cái con nói để mua máy về đi, chồng con đậu, nó cứng đậu lắm. Về cho nó nghe, ảnh nghe viết, còn nguyện viết, người này còn biết đó. Ảnh chị đi lễ cái bắt đầu biết làm dấu mỗi lần ăn cơm. Giờ chị đi lễ luôn rồi. Rồi sáng đi lên xe chở rồi đi bán. Giờ ảnh chị đi bán riêng rồi, chú phụ con đỡ. Con không có mắc nợ, con hết lo rồi. Chiều thì con hay đọc kinh Chúa lòng thương xót. Con thấy bán sáng chiều cũng dư. Chắc kệ, nửa buổi thôi. Mình còn nguyện với Chúa thấy hay hơn. Mà Chúa so sáng cho mình. Bất cứ chuyện gì Chúa cũng gìn giữ mình. Con gặp nhiều biến cố lắm trời ơi. Mà làm như Chúa bên con cảm thấy an tâm. Bất cứ chuyện gì con bán cho Chúa, con cầu nguyện à. Không bao giờ, thì bây giờ Chúa cho con cỡ nào con cũng không quên Chúa, con bám vào Chúa. Và chồng con ảnh tin Chúa lắm. Ngày nào ảnh lên xe là ảnh đọc 3 kinh kính mừng. Rồi ảnh nói con cảm ơn Chúa mà con thấy hạnh phúc lắm. Hallelujah. Tôi thấy cô này, cô nói giống như là tôi trải cái lòng cô ra, cô nói với Chúa hay sao? Cô chả cần biết ai mới nghe, không nghe chạy được Chúa thì lắm rồi. Thế là hay cái đó đó, này chỉ có Chúa Thánh Thần mở miệng cô ra, cô nói làm sao mà cô nói được cái kiểu đó. Lời làm chứng mà cô cứ nói như thử là chỉ có cô với Chúa thôi.
cô đang nói với Chúa, nhìn thấy không? Chồng con giờ nó ngon lắm, giờ nó cũng đi lễ rồi đọc ban tin kính mừng nữa đó. Thôi bây giờ con thì làm sáng chiều gì nó mệt rồi, thôi cũng vậy thôi, giờ làm buổi sáng hay chiều đi đọc kinh được không? Còn những người khác mà làm sáng chưa đủ thì làm chiều chưa đủ thì làm đêm, tranh thủ ngày làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm rồi làm thêm ngày nghỉ Chủ nhật cũng bỏ luôn để đi làm kiếm tiền. Có khách đến là bỏ, nhà thờ, nhà thánh, hát hò gì giáo lý nó biết bỏ hết. Có tiền cái đó, nghe đi, một người mà nghèo rớt mùng đời, nghèo cái mức độ mà chồng nó bảo nghèo quá mà thôi mình bỏ Chúa cho rồi, Chúa gì nghèo quá vậy mà vẫn bám chặt lấy Chúa, bám chặt lấy Chúa mà bây giờ vẫn nghèo. Nhưng cái hay ở cái chỗ là được Chúa sờ chạm đến, được Chúa Thánh Thần biến đổi cái con người này, không còn ham hố của cải tiền bạc như ngày xưa nữa, không còn phải cứ ngày làm hai buổi nữa, một buổi thôi cũng được, còn một buổi ở nhà đi lễ đọc kinh. Và nhờ vậy mà ông chồng ông mới biến đổi, chứ không phải là nhờ cô ấy làm ra nhiều tiền mà ông chồng biến đổi. Nhớ dùng tôi cái chuyện đó. Chưa chắc là cô này cô ấy, nếu mà Chúa cho cô ấy trúng 1 tỷ hay là 10 tỷ, chưa chắc giờ này cô ấy lên cô ấy làm chứng. Mà giờ này cô ấy đang ở đâu biết không? Ở đâu biết không? Ở đâu? Nhà hàng. Cô ấy đang là theo cái ông trẻ hơn cái ông chồng già nhiều. Đúng không thưa anh chị em? Tại vì đồng tiền, phụ nữ có tiền là số 1 rồi. Cho nên là Chúa cho vừa đủ, xin 100 cho 60 thôi. À, để nó còn giờ nó còn đi lễ đọc kinh cầu nguyện, ta còn 40 nó còn ráng đi lễ, còn cho nó xin 100, cho nó 100 thôi xong nha, cảm ơn nha, rồi mai mốt nào túng rồi ghé lại nha, ở đó chơi nha, hết. Đúng không thưa anh chị em? Rất nhiều người được ơn mà đã bỏ Chúa là như vậy, nghèo túng thì chạy đến, nhưng mà đủ rồi cái thôi nha, đó nha, đọc túng thì chạy đến, còn này là đủ rồi thôi. Thưa anh chị em, đấy cái hình ảnh của một cái cô nghèo khổ như vậy, Chúa Thánh Thần đã biến đổi cô ấy. Bây giờ không cần làm hai buổi nữa, làm buổi thôi, còn buổi lễ, ngon không? Dạ. Yeah. Vâng, con cảm thấy hạnh phúc mà bình an, có Chúa trong con không có sợ gì hết. Nghèo gì mặc kệ, miễn là sao mà vợ chồng con hạnh phúc, có làm ăn, đi nhà thờ là con thấy hạnh phúc lắm rồi. Hallelujah! Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nếu mà không có Thánh Thần nói được câu này, nghèo thì nghèo, miễn là như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Biết đủ, cái ơn đó là ơn của Chúa Thánh Thần cho mỗi người chúng ta. Biết thế nào là đủ. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ, biết khi nào mới đủ. Đúng không? Chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ, biết bao giờ mới đủ. Biết nhàn tức là nhàn, đợi nhàn, biết bao giờ mới nhàn. Thôi con ráng làm thêm ít bữa nữa để con nghỉ. Mà làm thêm nó càng có tiền, có nghỉ không? Có biết hưởng nhàn không? Không. Thôi con sang năm rồi con mới nghỉ, vì con đang làm, nó đang có sức, đang làm có tiền. Làm đến mức độ mà tiền nó vui như nước. Cái mức độ thời kỳ cuối rồi, trời ơi, rồi xong phim, lúc đó mới chịu nghỉ. Chúa bảo nó nghỉ, nó không nghỉ, mà Chúa phải bắt nó thời kỳ cuối nó mới nghỉ. Được biết bao nhiêu tiền để dành, để giúp lấy ra, trả tiền thuốc sạch, hết. Thả sạch xong, khỏe rồi lại làm cái gì? Đã quay về với Chúa chưa? Thôi, khỏe rồi nha, giờ đi làm tiếp nha, hay là lại đi làm kiếm tiền. Con người ta cứ như thế, thưa anh chị em. Chị tôi hỏi cuối, việc con đã thấy cha còn ngầu nữa hay không? Cha, con nhìn thấy là một người giống như Bác Hồ. Nghiêm, trong sáng. Và hình như cha được cái gì đó mà cha Chúa ban xuống. Cha quá trong sạch, cho nên mọi sự trong người của cha là có Chúa hiện. Từ A đến Z luôn. Lúc cô ấy không biết, cô nghe cô ấy tưởng là một người cao ráo đẹp trai này, trẻ trung. Lúc mà cô ấy đến cô gặp, cô thấy hoàn toàn vỡ mộng, thất
vọng vỡ mộng não nề chán trường. Con đừng so sánh cha với bất cứ ai, đừng có so sánh cha với bất cứ ai. Chúa dạy nên mỗi người là một cái nét riêng của người đó. Đừng so sánh người này với người kia, ê, ông này ông nọ. Ta không có so sánh với ai hết. Chúa dựng nên Trần Đình Long là Trần Đình Long, con là Trần Lệ Thu. Trần Lệ Thu là Trần Lệ Thu, không có so sánh Trần Đình Long với Trần Lệ Thu được, nhớ. Đây tặng cho con cái máy vào trong 65 bài giảng lòng Chúa thương xót, về đưa cho ông chồng của con nghe nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Lời mấy chị em giờ đây chúng ta cùng nhau cầm lên cây quạt, cầm cây quạt. Thì anh chị em ngồi xuống, ngồi xuống. Ta cầm lên cây quạt, được chưa?